Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới Diệu Kỳ. Các bạn thân mến, cách đây 63 năm vào ngày 3 tháng 11 năm 1957, Liên Xô đã phóng vệ tinh nhân tạo Sputnik 2 vào quỹ đạo trái đất. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên con người đưa một sinh vật sống lên vũ trụ, đó chính là chú chó Laika. Tuy nhiên thì đây lại là chuyến đi định mệnh của chú chó này bởi vì công nghệ thời bấy giờ vẫn chưa tiên tiến đến mức có thể thực hiện một chuyến bay từ vũ trụ trở lại trái đất. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện về chú chó đầu tiên được đưa lên vũ trụ, nỗi đau của Laika và sự thật phũ phàng phía sau. Mời các bạn cùng theo dõi. Trước khi đến với câu chuyện đầy nước mắt của chú chó Laika, chúng ta hãy cùng điểm lại sự kiện vang danh trong lịch sử của nhân loại. Đó là vào ngày 12 tháng 4 năm 1961, lần đầu tiên trên thế giới, phi hành gia người Liên Xô Yuri Gagarin, sinh năm 1934, mất năm 1968, thực hiện chuyến bay vào không gian, mở ra kỷ nguyên khai phá vũ trụ mới cho loài người. Để có được thành tựu to lớn này thì người Liên Xô đã phải lao tâm khổ tứ trong nhiều năm trời, từ việc phóng Sputnik 1 lên quỹ đạo, vệ tinh nhân tạo đầu tiên trong lịch sử vào ngày 4 tháng 10 năm 1957, đến việc tiếp tục chế tạo thành công Sputnik 2 với mức kinh phí và công sức không hề nhỏ. Tính đến cuối những năm 1950, khoa học còn rất là mơ hồ về những tác động của các chuyến bay ra ngoài vũ trụ lên cơ thể con người. Để có được bước tiến dài tạo nên buổi bình minh chinh phục vũ trụ của loài người thì tất yếu phải thực hiện các thí nghiệm. Và động vật là đích mà giới khoa học nhắm đến để đo tác động của không gian lên sinh vật sống trước tiên. Chú chó Laika, giống chó lai giữa Husky và Spitz, được Liên Xô lựa chọn để thực hiện sứ mệnh bay vào không gian lần đầu tiên trong lịch sử của nước này. Laika, chú chó lang thang đến sứ mệnh cảm tử đi vào lịch sử. Laika không phải là động vật đầu tiên trên thế giới được con người đưa vào vũ trụ. Trước nó thì có rất nhiều thế hệ các loài động vật khác nhau trên đường thực hiện các sứ mệnh bay thử nghiệm ngoài không gian. Sinh vật sống đầu tiên trải nghiệm vũ trụ chính là ruồi giấm. Vào ngày 20 tháng 2 năm 1947, Mỹ đã cho ruồi giấm lên tàu tên lửa V-2 của Đức để nghiên cứu phơi nhiễm bức xạ ở độ cao lớn. Trong 3 phút và 10 giây, ruồi giấm đạt khoảng cách 110 km. Động vật có vú đầu tiên bay vào vũ trụ là Albert II, một chú khỉ họ Cercopithecidae, bộ linh trưởng. Sứ mệnh đầu tiên của chú khỉ Albert I không thành công khi chú ta chết vì ngạt thở trong chuyến bay cũng trên tên lửa V-2. Đến lượt chú khỉ Albert II thì chú ta đã sống sót khi tên lửa đạt độ cao 134 km vào ngày 14 tháng 6 năm 1949. Trong khi người Mỹ dùng ruồi giấm và khỉ để thực hiện thí nghiệm thì người Liên Xô lại lựa chọn các chú chó, một trong số đó chính là Laika. Laika được đưa về chăm sóc khi một ngày nọ người ta thấy chú chó lang thang vô chủ trong một ngõ hẻm của thủ đô Moscow. Ít lâu sau thì chú được lựa chọn vào ứng viên bay thử nghiệm ra ngoài vũ trụ cùng với các chú chó khác. Sở dĩ người ta chọn Laika là vì theo các nhà khoa học, những con chó lang thang vô chủ thường tự học được cách chịu đựng nghịch cảnh khắc nghiệt của nhiệt độ và việc thiếu thốn thức ăn. Đây là hai trong những điều kiện thử thách trong sứ mệnh bay của loài động vật này. Ngoài ra thì Laika là giống cái. Theo quan niệm, nó sẽ nhỏ con và hiền lành hơn các con giống đực cùng loài khác. Laika ban đầu có tên là Kudryavka, nhưng thế giới nhớ đến chú bởi cái tên Laika, một từ tiếng Liên Xô chỉ giống chó Husky đặc chủng ở xứ lạnh. Còn giới truyền thông Mỹ gọi Laika với tên gọi là Musnik, một kiểu chơi chữ của tàu Sputnik. Để huấn luyện tinh thần và thể trạng trước chuyến bay lịch sử, thì các nhà khoa học đã lựa chọn nhiều ứng cử viên cùng lúc với các bài test kiểm tra mức độ thuần phục và vâng lời của chúng. Những chú chó đạt yêu cầu bước 1 sẽ bước vào giai đoạn thử thách cực kỳ khắt khe tiếp theo là sống trong cái lồng chật hẹp hay còn gọi là hộp kháng áp từ nhiều ngày đến vài tuần và phải làm quen với vị giác bằng việc chỉ ăn một loại thức ăn dạng lỏng, có thể là thức ăn của chú trong không gian. Các bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra phản ứng của chúng trước những thay đổi đột ngột của áp suất không khí và tiếng ồn lớn, trong đó bao gồm cả việc bị nhấc bổng lên không khí đột ngột. Cuối cùng thì chỉ có hai chú chó chịu đựng được các bài thử nghiệm khó khăn, bao gồm Laika và ứng cử viên dự bị của Laika, đó là Albina. Trước khi bay vào vũ trụ, thì các bác sĩ đã tiến hành cấy thiết bị y tế vào cơ thể chúng nhằm theo dõi rung tim, nhịp thở, huyết áp và chuyển động vật lý.
3 ngày trước khi khởi hành theo lịch trình, sau khi được tắm rửa sạch sẽ và chải chuốt cẩn thận, thì người ta đã đặt chú chó 3 tuổi nặng 16kg vào chiếc lồng chật hẹp bên trong khoang lái của con tàu Sputnik 2. Mọi thứ đã sẵn sàng. 5 giờ 30 sáng vào ngày 3 tháng 11 năm 1957, sân bay vũ trụ Baikonur Cosmodrome nhộn nhịp hơn mọi ngày với sự xuất hiện của các nhà khoa học, kỹ sư và giới lãnh đạo Liên Xô. Họ hồi hộp chờ đợi và theo dõi thời khắc sắp đi vào lịch sử của nước mình. Đúng 5 giờ 30 phút sáng, tàu vũ trụ Sputnik 2 được phóng lên quỹ đạo trái đất, mang theo Laika, chú chó dũng cảm vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt dưới mặt đất với lực trọng lực gấp 5 lần bình thường. Tiếng gầm rú của động cơ phản lực, rung động mạnh cộng với áp lực khổng lồ đè nặng lên cơ thể bé nhỏ khiến cho Laika hoảng loạn thực sự. Lúc ấy, người ta đo được nhịp tim của nó đập mạnh gấp 3 lần so với bình thường, còn nhịp thở thì gấp 4 lần. Sau khi Sputnik 2 đạt đến trạng thái phi trọng lực thì nhịp tim của Laika giảm mạnh đột ngột. Đến nay thì Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Liên Xô nắm giữ các bản in được phân giải cho thấy sự hô hấp của Laika trong suốt chuyến bay. Ở độ cao hơn 3.000 km, Laika đã dũng cảm vượt qua thử thách thực tế khắc nghiệt đến kiệt cùng trong đời. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ bay vòng quanh trái đất trong khoảng thời gian là 103 phút bên trong con tàu nặng hơn 500kg. Laika thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình mà không hề mong nhận lại được huân chương vinh danh cho lòng dũng cảm thể hiện cao nhất. Bởi có lẽ một sự thật cay đắng, đó là Sputnik 2 không được thiết kế để chống cháy và hạ cánh trở về trái đất. Trước khi bay, Laika mặc nhiên được sao thực hiện sứ mệnh cảm tử. Nó sẽ chết trên chuyến bay cùng với con tàu đã cùng nó chu du ngoài không gian. Vài giờ sau đó, một sự cố kỹ thuật đã xảy ra. Sputnik 2 mất lá chắn nhiệt. Điều này khiến cho thân tàu nóng lên đột ngột. Laika chết, rồi đến lượt Sputnik 2 chết theo khi nó trở thành bó đúc khổng lồ lao tự do về trái đất, rồi tan thành những mảnh vụn nhỏ trước ma sát khổng lồ của không khí. Người ta đã hy vọng rằng Laika sẽ chết vì thiếu dưỡng khí trong khoảng 15 giây sau vài ngày chu du ngoài không gian, bởi nguồn sống ít ỏi cung cấp cho nó chỉ là một bữa ăn và nguồn oxy đủ để thở trong 7 ngày. Cái nóng gần 100 độ, sợ hãi, áp lực, chật chội và có lẽ là bị cả cơn đói hành hạ, những gì mà Laika phải trải qua trước khi tan cùng con tàu còn đáng sợ hơn cái chết. Có khi nào con người ở dưới mặt đất nhìn được những giọt nước mắt đau đớn, cô độc của Laika? Trong và sau chuyến bay tiên phong đưa sinh vật sống vào vũ trụ của Sputnik 2, thì giới lãnh đạo Liên Xô đã giấu nhẹm chuyện Laika và con tàu chết sau khi khởi hành vài tiếng. Họ lo sợ dư luận lên án việc Sputnik 2 chưa đáp ứng đủ kỹ thuật như việc hạ cánh và chống cháy mà vẫn thực hiện các việc đo tác động của không gian lên sinh vật sống. Các chương trình phát sóng của Liên Xô đều nói rằng Laika vẫn còn sống cho đến ngày 12 tháng 11. Tờ New York Times của Mỹ thậm chí còn đăng báo rằng Laika có thể được cứu. Tuy nhiên, thì mọi việc chỉ sáng tỏ sau khi Liên Xô thừa nhận toàn bộ sự thật về cái chết của Laika cho truyền thông 9 ngày sau khi chú chó tan cùng Sputnik 2. Liệu đây có phải là cách mà chúng ta đang đối xử với những người bạn thân thiết nhất của mình? Nhiều chú chó, những người bạn tốt nhất của con người, hoàn toàn không được bảo vệ, đang bị nhốt trong các lồng sắt và phải chịu sự hành hạ đau đớn trong các cuộc thí nghiệm. Có thể các bạn chưa biết, hàng năm, hơn 61.000 chú chó vẫn chịu sự dằn vặt trong các phòng thí nghiệm ở Mỹ. Đa phần các cá thể đó đã được gây giống mắc chứng loạn dưỡng cơ ở nhiều dạng khác nhau. Loại bệnh này không ngừng tàn phá cơ thể, khiến cho các cơ bắp yếu đi và teo dần. Các dự án sử dụng chó làm thí nghiệm không đưa lại bất cứ cách điều trị hiệu quả nào giúp xoay chuyển triệu chứng bệnh này ở người. Những gì mà chú chó Laika trải qua thật sự khủng khiếp. Người yêu động vật cảm thấy không thể tha thứ cho những kiểu thí nghiệm như vậy. Bản thân Oleg Gatchenko, một trong những nhà khoa học đứng đầu chương trình sử dụng chó trong các cuộc thử nghiệm không gian, cũng phải thừa nhận rằng, thời gian trôi qua, tôi càng cảm thấy ân hận về việc mình đã làm, chúng tôi không nên làm như vậy. Bởi vậy, đã đến lúc các nhà khoa học nên chuyển sang những phương pháp nghiên cứu nhân đạo hơn. Xét ở góc độ khoa học thì chuyến bay lịch sử của Laika đã mở đường cho những sứ mệnh không gian về sau do con người thực hiện. Laika chết, nhưng chú lại tạo cơ hội cho các nhà khoa học Liên Xô nghiên cứu bước đầu về những phản ứng của sinh vật sống trong môi trường không gian. Nhờ Laika mà lịch sử mới có thể ghi lại sự kiện ngày 12 tháng 4 năm 1961 huy hoàng ấy. Các bạn thân mến, sự ra đi của chú chó không chỉ khiến cho những người yêu động vật thương tiếc mà còn phát đi một thông điệp ý nghĩa: hãy nói không với các thí nghiệm trên động vật.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hãy like, share nếu bạn thích và đừng quên nhấn nút subscribe Thế Giới Diệu Kỳ để đón xem những video tiếp theo của chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.